Con chào cô, con bạch cô, con gái con mới mất được hơn 2 tháng. Cháu mất khi đang học lớp 7. Cháu có rất nhiều ảnh treo trong nhà và treo cả ở lớp của cháu nữa. Con vì thương nhớ con của con nên vẫn muốn treo ảnh để ngắm con. Nhưng mọi người bảo nên đốt đi không lưu lại một cái nào. Vậy mong cô chỉ dạy những bức ảnh đó bây giờ con phải xử lý như nào ạ? Con cảm ơn cô. Vấn đề này rất là khó đấy đại chúng ạ. Có những người mà đây Yến cũng nói chuyện trong đạo tràng Từ Tâm đấy, có một người cầm vả trước kia cũng là anh chị họ hàng gì đấy. Đấy, khi mà cái người này mất đi thì cất cái đồ ở trong ngăn kéo, tức là người ta cất những cái đồ ở trên của người ta, thế mà chỉ cần di chuyển cái đồ vật thôi và người ta đã báo rồi. Đấy, di chuyển hoặc cho đi hoặc thế này thế kia thì người ta đã báo rồi. Đấy, người ta cũng có thể làm cho mình thế này thế kia, tức là mình có ăn cắp và di chuyển đồ vật cho họ. Đấy là cái rất là quan trọng. Thế còn có những người thì bảo là trước khi chết thì đốt hết hóa đi cho người ta, tức là mang hết đi đốt cho người ta để ít nữa người ta đỡ về đòi. Thế cái này có quan niệm ở đâu ra? Bởi vì thấy người ta, mình dùng của người ta, ta đòi thật. Đấy, đòi thật, cho nên là sợ quá, thôi đi đốt hết đi, rồi người ta đỡ đòi. Thế còn có những người thì thả trôi sông đi, sợ quá không dùng được đồ thì thả trôi sông đi. Thế còn với Phật tử của chùa Ba Vàng thì thường đem tất cả những cái đồ vật đó đi bố thí của cái người mất đó, đi bố thí. Thì khi bố thí thì đã khai thị cho vong linh rồi, đã nói cho vong linh rõ rằng bố thí thì được phước báo lành, cho nên khởi tâm bố thí bao nhiêu phước báo để lại cho cái người mất này. Thế bây giờ nếu như mình có một đồ vật mình băng, mới bán, mình lấy tiền rồi, mình có đòi không? Không, cho nên cái người đó người ta được phước, khỏi cần phải đòi. Thế nhá, thì nhân cái bài này thì Yến sẽ nói rộng ra. Thế còn khi chúng ta ở trong gia đình, qua một cái câu chuyện này làm người Phật tử, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tất cả người thân của mình nhé, người thân của mình một cái kiến thức cơ bản về Phật Pháp. Đó là giống như các thầy đi khai thị đấy, tất cả các đồ vật này của chúng ta phục vụ chúng ta khi chúng ta còn cái thân tứ đại của con người. Còn khi thân chúng ta hoại rồi thì đồ vật này chúng ta không dùng được nữa, cho nên chúng ta xả thí cho tất cả những người khác, ai có nhu cầu dùng chúng ta xả thí. Đấy, chúng ta phát nguyện như thế thì cái nhân quả này khiến chúng ta nó buông bỏ được. Thấy chưa ạ? Thế còn ảnh thì ra ảnh của người mất để ở trong nhà. Thế thì ở đây Yến cũng có những ảnh, ví dụ như là ảnh của những vị như chư Phật. Đấy, thì để lại có tốt không? Có tốt. Ảnh như của Bác Hồ để lại có tốt không? Có tốt. Bởi vì những người sống với tâm lành thiện mang lại phúc báo cho chúng sinh thì họ theo nhân quả của họ, họ không có ở đây, họ không có thể làm ngã quỷ được, đúng không? Vì họ đã hy sinh tất cả cho rất nhiều, cho nên cái sự chấp trước của họ rất là ít, trên mình chỉ cần nói qua là được thôi. Ví dụ như là các anh hùng liệt sĩ đấy, đã hy sinh cho hạnh phúc và độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trên khi đối với các anh hùng liệt sĩ, mình nói với họ xả thí rất là dễ. Ví dụ như chúng ta gặp một anh hùng liệt sĩ nào đó, một ngôi mộ nào đó, chúng ta chỉ cần nói đúng pháp, dù chúng ta biết họ hay không biết họ, quen họ hay không quen họ, nếu chúng ta gặp họ thì mình chỉ nói là tri ân công đức của các anh đã vì đất nước hy sinh, cho nên hôm nay chúng tôi được cái sự bình yên thế này là cũng do công đức của các anh cả. Thế rồi mong nguyện sao cho các anh nối tiếp trong các cuộc đời sau cũng đều làm lợi ích cho nhân dân, lợi ích cho muôn loài như Đức Phật ấy. Mong rằng các anh sẽ lương được vào Phật Pháp để các anh tu tập. Tôi có công đức lành gì cũng xin tri ân đến các anh. Đấy, những người anh hùng liệt sĩ thì thực sự khai thị rất là dễ. Hôm trước Yến cũng vào một nơi mà có họ làm lễ cho các anh hùng liệt sĩ. Thì khi mà bạch thỉnh, thực sự các anh hùng liệt sĩ rất là đơn giản, là
rất muốn nghe lại những cái bài hát mà thời của các anh vì nước hy sinh. Nó dễ không? Rất là dễ. Thế và cũng giống hệt như là chúng ta ở trên đài liệt sĩ của chúng ta đấy, là khi các em nó về nó tập ở đây, các em chỉ cần hát cho các anh các bài biết ơn về công lao của những người đi trước đấy, hoặc là về công lao của Bác Hồ, thì cái điều đó là các anh cũng giúp cho mình khỏi cái tâm tri ân và mình được phúc báo. Không phải họ chấp là mình cảm ơn họ, nhưng họ tiếp tục làm điều thiện. Sau khi Thầy quy y Tam Bảo cho họ và tất cả mọi việc cho họ, họ khởi tâm được với Tam Bảo và họ bắt đầu đi làm phước. Họ bảo rằng là những cái người này ở cái khu vực này lên là thỉnh thoảng tổ chức những cái buổi cái văn nghệ nói về cái tinh thần của các anh thời xưa. Đấy, tức là nhớ tới họ biết ơn. Đấy, họ đã thúc giục cái tâm của mình biết ơn. Thế thì còn cái trường hợp thứ hai là cái người này chấp trước. Đấy, cái người mà để ảnh mà chấp trước đây, thì thực sự khi họ về họ nhìn thấy cái ảnh của họ, họ lúi tiếc. Họ càng lúi tiếc vào cái sắc của họ thì họ càng đọa lạc. Họ đọa lạc càng nhiều. Cho nên là đối với người mất mà họ còn nhiều ảnh, chúng ta nên khai thị cho họ. Và mình để lại thì bảo rằng là mẹ để lại ảnh đây để thỉnh thoảng mẹ nhớ tới con và mẹ có làm công đức phúc lành hồi hướng cho con. Nó chỉ là những kỷ niệm cũ và con cũng nên tinh tấn tu hành, hộ trì cho mẹ. Chúng ta cùng là bạn lữ tu tập. Thế chúng ta để ảnh thì chúng ta phải có những cái lời khai thị rõ ràng. Chứ nếu chúng ta để ảnh, chúng ta chỉ úi giời ôi khổ thân con tôi làm sao để chết thế này. Thì nếu như cái đứa con này nó ở trong cõi vong linh ngã quỷ mà nó cảm ứng được cái tâm của chúng ta như thế thì nó càng tiếc. Tiếc như thế thì nó sẽ làm quỷ rất là khổ nhá. Thế cho nên là khi mà trong gia đình ấy, thì Yến vẫn nói với mọi người là đừng lên thờ ảnh. Chỉ đến ngày giỗ thì chúng ta đưa lên thôi, còn đâu thì chúng ta lại cất đi. Đấy. Và chúng ta cũng khai thị rằng là tổ tiên của chúng ta từ trước đến nay mười mấy đời có ảnh đâu, bây giờ một mình thờ ảnh thì nó sẽ sinh ra cái chấp của nhiều các cái vong linh đã chấp. Trên lại nói có người có ảnh để thờ, có người không có ảnh để thờ. Trên chúng ta thường cất đi là như vậy. Thế còn muốn treo ảnh thì chúng ta phải khai thị cho vong linh. Chứ còn đối với người sống chúng ta, nếu chúng ta mà để ảnh ấy thì nó cũng khó cho chúng ta rất nhiều. Yến nhớ khi trước mà chị gái Yến mất, lúc đấy Yến chưa có tu tập, thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh của chị, nước mắt lại trào ra, lại than vãn làm sao chị không sống, chị đã chết rồi. Đấy, cái đấy là mình vô hình dung là mình hại mất cái người mất nhá. Thế cho nên là để ảnh thì lên nói thế nào thì để được. Nếu như mà mình còn chấp nhìn thấy họ, mình không khai thì được, mà mình cứ than vãn và họ còn chấp, thì mình lên nói với họ rồi mình đốt ảnh đi cũng được nha.